trên đường hành quân quân ra mặt trận, chung vẫn quân tiến bước theo con đường của bác. Dù là cơn mưa bão giá, dù đây chờ là nỗi xa xa, dù tên chỉ là mong manh bờ môi. Ngoài cái việc mà nó đỡ được cái tiền thuê loa, em nghĩ là anh bán được nhiều bia hơn đấy. Chẳng hạn như một lần khách vào người ta uống hết một thùng bia, nhưng mà có cái loa với đâu người ta uống hết 3 thùng bia. Em chào anh Tuấn. Anh vâng, nhà hàng mình rộng anh nhỉ? Đây, ngồi đây uống nước. Dạ vâng. Thôi mà đi qua rồi uống đi. Nhà hàng mình là mở lâu chưa anh Tuấn? Mở là 2016. Em chào anh. 2016 à. Vậy là cũng 6 năm rồi. Đây, ngồi đây uống nước á. Dạ vâng. Đây, em đi từ mấy giờ rồi? Em cũng không nhớ, nhưng mà từ Hà Nội về đây thì nó rơi vào tầm hơn tiếng, tầm đấy thôi. Đường bây giờ đi nó cũng nhanh mà. Dịch giã nó ổn định rồi, nhà hàng mình khách khứa cũng ok chứ anh? Bắt đầu khởi sắc rồi. Quay trở lại hoạt động bình thường. Vâng. Mới lâu quá. Đúng rồi, mấy năm dịch giã là chung là cũng chỉ có bán loa mới kiếm thôi, bán loa ở trong người nhà rồi hát thôi. Đúng cái nghề bán loa của em hơi đặc biệt một tí. Dịch thì dịch nhưng mà vẫn bán bình thường. Nhưng phải nói là nghề nhà hàng rồi nghề dịch vụ du lịch cái thứ là thất thủ khá nhiều. Mấy năm. Đây được cái là mình cũng không phải thuê cái mặt bằng nữa, nó cũng đỡ. Vâng. À đây đất nhà mình hết rồi. Của nhà mình luôn. Đất nhà mình rộng nhỉ. Nhân công thì mình chỉ thuê nhân viên, còn bếp biết là mình tự túc hết nên là nó cũng đỡ. Có nghĩa là cây nhà là vườn. Vườn của mình rồi thì mình trồng được tí nào, mình thu hoạch tí nào thì được tí đấy. Nó không cần phải nhập nguyên liệu. Nên là ở đây cũng có nhiều đoàn người ta ăn, người ta cũng muốn hát, muốn giao lưu. Vâng. Gala nhưng mình cứ đi thuê nó cũng nhiều, nó cũng bất tiện. À thế là anh mua loa là mục đích chính là để phục vụ khách hàng đến cửa hàng, đến nhà hàng. Thỉnh thoảng khách có nhu cầu thì cho hát, để là có nhiều khi cũng miễn phí cho người ta hát. Đấy là khách, thế còn nhu cầu của gia đình mình thì anh em gia đình có nhu cầu hát hò không? Cũng có ít. Vâng, chủ yếu phục vụ khách đúng không anh? Thực ra phục vụ khách nhưng mình cũng không có thời gian đấy. Vâng, đúng rồi, làm kinh doanh thì bận rộn lắm. Phục vụ khách nhiều đoàn người ta có yêu cầu, mình vẫn đi thuê ngoài mà, thuê ngoài nhưng mà nó nhiều khi nó cũng... lúc thế này lúc kia nó cũng rất là khó. Nó không chủ động anh nhỉ? Lúc có lúc không. Vừa mất thêm chi phí mà lại không chủ động. Mỗi lần thuê đắt không anh? 1,5 triệu. Thế thì thà mình mua luôn một bộ. Thì thuê mãi rồi bây giờ cũng phải đầu tư. Thế thì thuê tầm khoảng 15 lần là bằng bộ loa rồi. Mỗi năm vài lần thế là thôi, thà mình mua bộ loa. Nhiều, một năm cũng nhiều lần đấy. Bắt đầu vào hè rồi. Thực ra em tính là anh đầu tư nó khá là hợp lý ấy, vì là ngoài cái việc mà nó đỡ được cái tiền thuê loa, em nghĩ là anh bán được nhiều bia hơn đấy. Chẳng hạn như một lần khách vào người ta uống hết một thùng bia, nhưng mà có cái loa với đâu người ta uống hết 3 thùng bia. Trước mình mua một con UBL Epic, con đấy nó cũng nhỏ, có 100W thôi, mình mở nghe. Nên là cũng không ấy, chỉ mở gia đình thôi. Vâng. Được 2-3 năm. Loa chạy điện hay là AQUI anh? AQUI. Nó kéo. Mà nó nhỏ, công suất nó nhỏ, thỉnh thoảng khách nó cũng mượn. Nếu mà nghe nhạc thì loa nhỏ này nghe là ok rồi. Nhưng mà hát thì công suất nhỏ thì nó sẽ rất là khó đáp ứng. Mà nhất là khách khứa mình người ta uống bia uống rượu và người ta lại muốn phải to cơ. Dạ vâng ạ, em mời anh ạ. Mời anh em. Nhìn mấy dạng dừa cái nhìn trông như là kiểu nhà anh ở gần bờ biển ấy nhỉ. Thôi khi anh em mình ra trải nghiệm cái sản phẩm xem nó như nào. Cái này tiện anh nhỉ. Có bánh xe này mình kéo được. Loa này là nhà hàng là quá là hợp lý luôn. Anh Tuấn theo dõi cả những cái video mà em review ở cái bờ hồ Đại Lải là chứng tỏ là anh xem phải hơn 1 năm rồi. Vâng, xem rồi. Vâng. Thế là trước khi mà lựa chọn cái loa này thì anh có phân vân với cái sản phẩm nào bên em không? Bởi vì thực ra cái loa này là em cũng mới ra là có khoảng hơn 2 tuần thôi. Rồi trước định lấy cái 9900. Con loa tủ nằm. Vâng. Tôi thấy cái này nó hai cái này nó hợp lý rồi, mình cho 20 sân khấu nhìn nó đẹp hơn. À. Thì lấy cái này. À, vậy là anh cũng có kế hoạch, có ý đồ cả đấy. Có nghĩa là ở giữa là bàn tiệc đấy, xong thì sân khấu ở trên là hai con hai bên. Nhìn trông nó, một là trông nó đẹp hơn, nó cân hơn. Hai là âm thanh nó đều hơn. Vâng. Cái dây này của nó là 5m anh nhá. Nên là kéo thoải mái luôn. Hai loa nó càng xa nhau thì âm thanh của mình nghe nó càng đều. Nó tách ra. Bởi vì nguyên tắc về âm thanh là hai cái loa này nó phải cách đều nhau và cách tai mình. Ba cái là trên một cái đỉnh, ba đỉnh người ta tắc đều. Nghĩa chẳng hạn như hai loa này cách nhau 5m thì mình đứng cách loa 5m là sẽ nghe hay nhất. Đấy, ba đỉnh ở tam giác đều. Đề nghị mọi người là thắt dây an toàn nhá, để chúng ta bắt đầu chuyến bay nhá. Giờ này mà to chắc thoải mái không sao đâu anh nhỉ? Thoải mái. Vâng. Sợ vỡ loa thôi chứ còn. Sợ loa không đủ rồi đúng không? To quá này vỡ loa. Vâng. Thế có khi hôm nay anh em mình thử cái test xem nó có vỡ được loa không? Hết cỡ luôn.
50% công suất rồi. Chỗ này lúc về em to hết cỡ là nó rơi vào khoảng 60%. Bây giờ có khi là anh để em ca sĩ em test một bài karaoke để anh cảm nhận. Đây. Một đêm đông mình sẽ không chia lối. Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng về bên phai mình. Nơi bình yên chẳng còn hoa vàng, chẳng còn nhớ mơ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về, dù là cơn mơ bão giá, dù đây chờ là nỗi xa xa, dù tình chỉ là mong manh bờ môi. Hôm nay thì có em Minh, đây là ca sĩ mới của Loa Có Xanh bên em lần đầu tiên. xin phép anh cho em phỏng vấn cậu này tí. Nói thật nhá, trả lời thật nhá. Vâng. Không nói dối, không định anh nhá. Không định anh. Em thấy cái loa này hát như nào, mic như thế nào? Tổ chức nhìn mặt này khả năng là chê rồi. Không, chê. Chê thật, à, chê à? Không, chê thật. Không anh ạ. Theo thực ra em cũng hát khá nhiều loa nhưng mà loa này là một cái loa cho em cảm giác thực sự một cái tiếng em khá là trầm, ấm. Thực sự ấm. Có định anh không đây? À, không, em không định. Thật không? Không, em gọi người thật. Nhưng em không định. Rồi, ok. Nhưng mà anh thì nghe người ta nói là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Ừ. nhưng mà được, không sao. Lúc em hát thì em có thể là lừa dối nhưng mà đây đang là trả lời anh thì là thật nhá. Thật nhá. Em trả lời thật. Ok. Từ tận sâu trong đáy lòng. Ừ. Là thật. Ok đúng không? Ok. Rồi ok. Nhưng mà okay. Em chỉ test được một bài. Ok thì làm bài nữa. Bài nữa. Ok thì anh chủ có cho phép ca sĩ làm bài nữa không? Làm bài bốc bốc xem nào. Okay, vâng, bài bốc để cho nó giống với thi ghế của nhà hàng. Ok. Vang như thế là ok chưa? Được rồi. Bởi vì giọng em tốt thì anh tắt bỏ hết vang đi, để nguyên gì vào thôi. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, chung vượt quân tiến bước theo con đường của bao ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên Tây Đàng cả niềm tin ta sáng ngời. Cờ quyết thắng lấp lánh soi con đường cho đi, đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê nhà vẫn còn có quân sông đường thì ta còn chiến đấu để quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca. Đêm nay cuộc sống không như anh ta ước mong, một tình yêu sẽ vun giống như bao người. Một người yêu em đắm say, một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như sân khấu chính nhà anh này sức chứa tối đa là được bao nhiêu người anh nhỉ? Hơn 100 người, 150 người. 150 người, thoải mái, được, vừa đẹp luôn. Sinh ra để cho nhau mà. Sinh ra dành cho nhau à? Nhưng này không biết là cái sư của Isophone họ thiết kế cái dây này để hợp với cái này của anh, hay là anh lúc đóng cái này là anh dự tính trước là anh sẽ mua cái loa này rồi cho nó vừa zin như này. Bọn em bây giờ lại xong của anh lại giao một con về Thanh Ba Phú Thọ này. Cũng cái loa này luôn. Đôi thứ 6, thứ 7 ấy nhỉ. Đôi này ạ. Đôi này chính xác nó là đôi thứ 15 rồi.
15 rồi đấy. Thực ra là mình mua rồi thì cũng chỉ muốn là có thay mới hay là nâng cấp thì gặp nhau thôi, chứ còn thì hoặc là không nhận. Thực ra đồ điện tử thì mình không nói trước được điều gì đâu, nó cũng có thể là nó sẽ có một vấn đề gì đấy chẳng hạn, mình không nói trước không nói hay được. Nhưng quan trọng là bên em sẽ bảo hành cho anh ngon lành. Nguyên tắc của bán hàng của bên em như vậy, bán hàng là quan trọng nhất, đồ điện tử là phải bảo hành. Thì anh em mình đều là người phục vụ mà, làm sao đấy để khách hàng hài lòng và đồng thời là cái lợi ích của khách hàng là phải đặt trên hàng đầu thì mới bền được. Giống như khách hàng của anh vậy thôi, người ta đến ăn đâu phải một lần đâu. Người ta ăn ngon thì phục vụ tốt thì người ta lại quay lại, rồi người ta giới thiệu cho người khác nữa. Còn người ta ăn mà không ngon thì đương nhiên là sau chả quay lại mà cũng chả ai giới thiệu cả. Có khi người ta bảo là bạn bè rủ đến chỗ này ăn, người ta bảo ôi chỗ này không ngon đâu, không quay lại nữa. Đấy như vậy. Mình cứ làm ngon lành các thứ là càng ngày càng nhiều khách hơn. Và em cũng vậy mà. Anh em ở lại đây xong rồi làm cốc bia xong rồi lại tát test thử xem thử loa thế nào không? Thực ra thì cái đấy em cũng rất là muốn. Thế nhưng mà cơ bản là trên xe còn một đơn hàng nữa. Mà khách bây giờ thì ai cũng thấy thôi, đặt hàng xong cũng muốn là có sớm. Để tối nên là bác khách đây là bác cũng có một bữa tiệc ở quê á. Là mời anh em bạn bè là bây giờ cũng mâm, sắp mâm hết rồi. Là muốn là ăn uống xong là cái có loa hát ngay. Thế nên là thôi em cũng xin phép anh. Còn anh em qua có dịp qua đây thì lại có cơ hội anh em mình lại gặp nhau.